À, mực tươi ngon anh Đồng. Ok ha. Tuyệt vời. À rồi. Đây. Tuyệt vời không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Mực này tươi chưa? Ông mực chơi. Ăn mực là phải chùi mép. Được. Là một miếng ha, anh em bà con coi ha. Ok. Ngon mực. Cái này vút chạy ngon thế. Vút này là vút tốt tốt á. Vút tốt. Rồi giờ lên ghe đi ra ngoài biển chơi nha. Hello. Xin chào. Xe hai đứa đi xe. Trời đất ơi, buồn quay. Bé này nó nghiền trà tắc rồi. Ông Sáu đâu rồi bà? Ông Sáu đâu? Ông nói chuyện với anh Trang nghe chẳng á. À, rồi rồi. Con đi đây. Đi đi. Đi đi đi. Giờ đi xuống ghe thôi. Đó rồi chú. Dạ. Bây giờ mình quay video. À. À, tất cả đi tàu. Đi tàu. Đi tàu. Vượt biên lần hai. Hello. Xuống tàu bây giờ xuống tàu. À. Xuống tàu tiền là cọc hết rồi. Đi công chuyện. Nè, em ơi. Quay bắt bò chưa? Mình đi giật biên, bắt bò theo đấy. À, cá này cá cơm hả? Cá cơm á. Rồi, nhanh lên. Alex chứ? Alex. Không. Dạ. À, hai thùng. Đây là ông ngoại tài công. Rồi đứng đây, tập trung đứng đây nha. Ta nước trà tắc cho đâu anh đi. Quá ngon. Về đây ăn uống thoải mái ha. Đừng có ngại nha. Có chung chứ. Có chung tay. Cái là hò là thầy chứ nó thầy. Để đây xuống. Đây có một cây rồi. Ủa, được không chưa? Để đây con xuống phụ cho. Mà ghe ở đâu? Ghe ở đâu vậy? À. Rồi xuống. Rồi xuống đây. Để có mấy cái gạch nó bén được mấy người rồi đủ người đi rồi.
Hậu đứa này nữa đi. Để đi chung với gia đình đi, ba người thôi. Rồi, xuống, xuống. Rồi, rồi, đi rồi, rồi. Ngồi xuống đây con. Không sao đây, có tài công với... Không sao, không sao, không sao. Ngồi đây đi. Trải nghiệm, trải nghiệm. Trải nghiệm. Cái này là sao? Dì Xuân ơi. Rồi, gia đình anh Huy lên nha. Đi ra Quảng Nam cũng đi thúng vậy. Rồi. Rồi anh hai chè đi. Rồi tí xíu nữa mấy chú cháu mình đi một chuyến nữa. Hai chuyến nữa. Mình phim nó đi xe ra. Ngồi xuống dưới là vững nhất, chứ còn ngồi trên là nguy hiểm. Nếu mà nó lộn chỗ mà nó đù qua một bên là nó được chưa? Ngồi vậy được chưa? Ngồi yên ha. Rồi, ra quế. Ra quế mà bơi khúng vậy nè. Đó mình cũng ngồi ra quế. Ngồi lên đi. Đứng lên, đi lên từ từ á. Ba đi ra sao hả? Đi lên từ từ để nó đứng cái hình cái nó ụp xuống. Ngồi đi lên tắt rồi nó ngồi yên tắt rồi. Ụp cá rớt cái máy luôn. Đây là chú bỏ máy hình ở nhà đi. Tại để con quay rồi con ấy đó cho con gửi lên chú coi được mà con gửi. Không cần chụp đâu. Thì nó bước qua bên kia nè. Cho nó ngồi cho nó hát bước rồi chừng này tức phát ra đi bước qua lại. Đó, ok không chú? Ok. Yeah. Này, về quê là kỳ này là số 1 rồi hả? Yo, hello anh hai. Cái đây là chưa tới ngày mấy tàu nữa. Chú đây là em của ba. Hello. Tới nha. Ba cây là lên tàu thôi nha. Ok, từ lên đây trồng thêm 2 cây nữa nha. Hôm nay không đi à? Đi taxi hả? Rồi mẹ làm chữ bằng chiếc này nè, nhưng mà đi mấy ngày nó mới vô. Chú đi qua đây ngồi cho nó. Yeah. Wow, lên rồi. Oh. Ba ra, mở khẩu trang ra chị. Mở khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra để nhớ mặt luôn. Tài công nè, anh đâu? Dạ, quay luôn.
Ồ, giống rồi đang đợi đi đóng phim Hollywood quá vậy ta. Đóng đâu làm gì đâu, mượn hai cái luôn. Làm cái gì? Đây tài công đây. Tài công đây kiếm cái áo mặc vô được á. Mang bia lên nhậu ha. Bia Corona gửi từ Sài Gòn vô. Nhập khẩu ai luôn. Rồi, để lên đá bỏ vô. Rồi. Đó cũng vô rồi đó. Rồi. Ôi, có một chút má tôi đây. Na đi xe hả? Không ăn nha. Hôm nay ra khơi 3 chiếc nha bạn. Ok. Kéo này lên nữa chưa? Ờ để chờ 4. Tàu này là tự nhà thường đi đánh cá hả? Tàu thu mua. Chú mua nghĩa là sao? Chú này là không có đi biển đánh cá. Chú này là giống như ai? Ai đánh cá vô là chú tới chú mua. Chú mua là... gì? Chú đây gì? Là em ruột của ông ngoại á. Rồi lên khiêng. Chú này làm trên bờ, chú không có đi biển. Kéo thúng lên. Vui hơn đi Đà Lạt á. Bạn già thưởng thức ở đây nè, mấy bạn trẻ không á. Bạn già.
thủ công á, sông có Hà Bá đúng không? À, về đây là thuộc địa phận của tôi rồi đó. Các ông ngoài về tổ chức làm mấy cái tour du lịch để dẫn khách nước ngoài về quá. Cua đá kìa đó bằng sam. Ôi mấy con đó bò bằng sam, mấy con bắt nó khó lắm. Nha vợ nha nha nha, mấy con đó ăn cũng ngon á. Thank you.
trong này, nhìn đây, thấy đáy luôn. Bình Phúc nó đang sổ muối á, nó nắng còn nó cầm lên cầm lên, che cho Bình Phúc đi. Xe máy nhanh hơn.
Có mực nào không? Có mực nào không? Ê! Có mực không? Có mực không? Cái này kìa cũng cào cào hết luôn. Còn mấy cái này kìa cũng cào. Rồi có mực gì ở đây, mực gì đây? Đây đây mực đây. Mua hết luôn ha. Mua hết luôn. Đâu là nhiều. 2 kg đi. Cái đó, 1 kg 2 kg hả? Ừ. Tao nó bao nhiêu mà? 1 kg. 1 kg này. 1 kg này. 1 kg. 1 kg này. 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 2 kg mà 3 kg có sức sĩ vậy? Ừ. À 6 kg. Kìa 2 kg rồi. Đây đây 2 kg. Không cái này có ký mấy vậy? Để sao ký mấy dưỡng cho chú 1 kg, ký mấy nào mà tiêu nhiều vậy? Đưa ông tác sĩ hết rồi. Trong bụi vậy ấy. Không, ông cũng bánh ông tác sĩ chúng nó. Không. Cái này kia thử coi. Cái chiếc ra. Cái này chiếc ra. Một cái đấy là biểu nhưng mà nấu bán 1 kg ký rồi đấy. Mà nhiều quá à. Chú ơi. Xíu xíu ông. Không phải cái chiếc ra mình không có tắm gì hết trời ơi. Đưa ông kiếm đi. Có kia có giọt nước kia. Đâu dễ gặp cái mực tư vậy nè. À đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Đưa ông chiếc sĩ. Ok lấy. Lúc cạn luôn á. Để thời gian đi. Đây đây không nhậu. Ông nhậu 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 tại dễ luôn cái nè. Để cái kèo đó. Năm giờ đúng rồi. Lấy 8 sợi vô lấy này lấy coi. Rồi giờ đi đi tiếp mà chú. Giờ là nói khách du lịch là luộc trong trong vui tiêu tuyệt vời. Ở bên đây qua cái đầu khách vô. Bên nào chứ giờ em thứ gì em không phải là khách. Không lấy em là coi như chị hay là quen luôn. Còn gì đặc sản nữa không? Còn sáng gì có cá hố. Cá hố ơi chú. Còn cái gì nữa? Con cò dấu có mua không? Sao dấu đưa đây luôn. Con dấu. Đưa mua luôn. Đây. Con dấu bò đi. Rồi bò luôn đúng rồi. Đúng rồi đó. Cái thằng rể tôi về, ông phải dấu được bò đâu. Bò dấu rồi đây. Bò bò dấu bò đi. Sao giống cắt cái gì? Cái gì? Đây. Cho luôn nghe chú. Bò bò đây chú. Đưa nếp cho nghe em. Rồi. Đây 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 có. Tôi con cá này cũng có con cá cờ gì không? 50 không? Đây. Đây đây có. Rồi. Rồi. Ok. Rồi, bye bye chào hai chú nha. Con đi chơi. Hai tôi chơi. Đây đây chỗ này.
Cá dậu. Cá dậu hả? Cá dậu á. Nếu mà dịch qua tiếng Hoa cái này là cố lên. Cố lên. Cá dậu là cố lên. Tao luôn hết rồi mẹ. Để thịt tươi. Ăn thôi đi. Nó hết hết rồi không? Ăn thôi đi. Nó hết rồi. Ăn đi. Mẹ mà nó đến vị trời nó đâu có châu. Đi nông châu mình sợ nó cạn cái tiền. Bò dép ở đây cũng được. Đây lọt đầu à. Vô luôn đi. À. Bò dép ở đây cũng được. Cho xuống trước đi. Ngồi ngay chính giữa con. Rồi xuống thêm không? Được không? Rồi, ok. Được rồi, được rồi, được rồi. À, đưa dầm đây. Đúng không? Lấy cái dầm. Không, đi chuyến sau đi, đi chuyến sau đi. Đem sau đi. À, biết chèo nha, không biết chèo quay vòng vòng. À, chèo trước, đi chèo một bên, nó quay vòng vòng. Đi về nha. Đi về nha. Cảm tung à. Ừ. Đi lắc cái đàm một xíu. Ủa má nó tè khè kiếm ngọt. Đồ nó trong quá ha. Trong ba nó lắm. Có lèo. Bên kia có lèo đâu. Có lèo luôn à. Xoay xoay người lại. Xoay người, xuống và xoay người lại. Đâu, xoay người lại vậy đó. Rồi, được. Thấy không? Nghe chưa? Ok không? Nghe nha. Ok. Rồi chú người hả? Cho chú. Rồi. Chú mẹ. Em bên kia. Ở đây
bà đập bánh. Đây. Rồi, xoay người lại. Bỏ cái chân này. Ok. Rồi, được rồi. Rồi. Bỏ cái sắp đây xuống cho xong. Rồi, đi xe không được. Rồi, ổn định đi, đừng có nhấp tỏ. Ông định bé khai kỳ đâu. Ngồi xuống đi. Thôi ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Giờ Việt Nam luôn hả? Ngồi xuống xe. Đi xuống xe. Dừng quay đây. Đấy. Quay phim đi. Đây cầm máy không? Cầm ở dừng quay đi. Quay đi. Quay gì nữa trời. Anh đồn lào. Thiện chánh hai đọt giải vô địch. Bốn người đọt giải vô địch. Lái nổ rồi chứ. Để mày dọn lên tao tăng đá. Thử vườn. Trên viên mà. Để mà đi cái lá xuống được giờ nó sạch ra. Sai là biết đi nào. Làm nọc lá này là chưa kéo. Nổ 11 giờ cho lên nó mới kéo. 4 giờ hay. Không, cái đợt đây mình về nó chưa đúng ngày. Nó mới bắt đầu kéo vô đây. Là đến nửa ngày nó kéo chiều. Mình về mà chế khoảng 5 ngày nữa thì vui hơn. Đó nhiều tàu nó về á, đông lắm. Để mai cho coi, mai thì cũng có khả năng là nó vô sớm. Đó, quấy ông kèo đi. Đó, thằng bé đó, người ta gọi là ông kèo đó. Đó, rồi lên cục bé nhỏ này. Con ông giàu, ông giàu. Ông giàu. Vô. Vô. Cái kiếm này phải bắt được mấy cá nè. Đó, có cần làm cho đi sống không? Không có đâu. Rẻ ha, mấy bịch đó nó đi câu quá trời thời gian đó. Sao con? Sao? Cá đâu? Cái này chiều nước nó cạn lắm. Nó cạn ra nó đây này. Có không để đó. Đâu? Đây cua kìa. Cua đâu? À đó. Mới bắt được con cua. Con này ăn cũng ngon. Con còng. Nó gọi cua nha, cua đá.
rồi nó dưới đây luôn rồi. Nó chưa lên rồi. Nó giữ nữa không? Mát cái gì mà. Ủa mấy bạn bên nữa. Đấy, chắc lên xe bảy chỗ đi đường kia thì 15 phút là tới rồi. Thích đi ghe cho nó vui. Thấy không, đi ghe vui hơn. À, nó lạ hơn. Bình thường rồi. À. À, có kem ha, có kem ăn. Sao? Nó đang bơi dưới. Mệt không, mệt không? Sao chị xuống đi vô coi hải sản đi, coi chưa? Hello. Hello. Bé này lớn chứ ta. Ok không chú? Ok. À, bữa nay thắng dẫn đi ăn đồ biển. Tại biển mua đồ biển mực. Rồi mua đồ tươi ha. Mua đồ tươi. Gỡ kiến ra đi. Rồi quay phim nè. Rồi đeo kiểu không biết ai hết. Phi công lái. Phi công lái máy bay. Đó, không? Cái này là như máy bay luôn. Để đá ngon. À đó không? Ok không? Đó. Nay anh Huy là thấy vui rồi đó. Đây đây. À, cô chú có rồi, đưa này. Có rồi. Con chơi nguyên ngày mai nữa. Rồi chiều thứ bảy, chiều mốt con đi lên Quy Nhơn chơi. Lên Quy Nhơn chơi một ngày nữa rồi con đi Sài Gòn. À, mực tươi ngon anh Đồng. Ok ha. Tuyệt vời. À rồi. Đây. Tuyệt vời không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Mực này tươi chưa? Ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời. À, con mực này. Con mực này mình ăn. Mực này là lúc sáng nè. Mới mua và cái ông mới câu lên đó chú. Mới câu lên. Ăn đi chú. Quá ngon ngon không? Bây giờ cũng tươi đó. Quá ngon. Một ngày sáng trả giá mua về đó giờ đó. À. Không, ăn không anh? Đưa cho ba với anh Vinh ăn. Mực sao đâu? Ăn cái đó còn ngon nữa. Một chú ăn đi chú. Ăn đi tính. Dạ dạ. Đánh hết. Rồi rồi ok. Rồi sơn môi đen. Ăn phải chùi mép. À. Ừ. Ăn ăn chùi mép để. Ăn ăn mực là phải chùi mép. Chứ không phải ăn vụng nha, ăn mực đàng hoàng chứ. Ăn mực trả giá mua mực đàng hoàng. Rồi chú ăn được không con không? Đây ha. Không. À. Bây giờ mình cho cái nước đen đen ra. À bây giờ rồi. Chấm mắm của cái ớt xanh này đó. Ớt xanh này. À. Để mình làm một miếng ha, anh em bà con coi ha. Ok. À. Ngon mực. Wow. Ừ. Cái này gút chạy ngon thế. Gút này là gút tốt tốt đó. Gút tốt. Gút kia không biết. Gút này gút tốt tốt. Gút gút gút. Đó. Còn đông nữa. Nói chung về đây mà này chứng tỏ là gió biển đó. Mà thành gió như Sài Gòn ha. Với cái là nghe là muốn kiểu là mày ở rồi đó. Nghe đấy gió biển là thấy khác với Sài Gòn rồi. Ăn cơm đi gì? Hello gì? À Phi Nhung nè, à, thấy giống Phi Nhung không? Mấy gì này chưa lên giềng chứ không là lên là ngút ngàn luôn á. Đúng
đem mọc mọc đó nha, đem mọc mọc á. Hello Su, Su đang ăn gì đó? Hello, hello Mỹ Quân. Ngon quá. Có mùi vị á, ngon lành. Quá ngon. Nó đẹp ba anh. Thấy cái mắm muối chứ là thử nào. Lần này mới thấy người gần nhau ha. Anh thấy. Anh kia tầm lên đi có nhiên mi rồi mà, nó coi chứ không sao đâu. Anh kia. Đâu? 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 Nó đâu phải con gà. Không phải, không phải. Lứa. Nè, có con ốc đây nè. À, ốc đó, ốc này. Đi xuống đây nè con. Xuống đây nè. Minh Phúc ơi. Ở trong này dơ lắm. Trong này người ta đã định hị á. Đã không? Vui không? Vui. Vui không? Vui. Nghe không? Đã không? Đã. Sao về quê Su chơi đã không? Đã. Biết sao về nữa không? Bữa sau xin bá nghỉ 5 ngày ha. Chiều về gần nhà ngoại Su á, có sao biển. Bá lên đi. Mát không? Nhìn đây. Đi con vô đây để mới đi con.
Pizza. Mà bên đó đang sao đó con? Sao nào? Đầy đủ luôn nha. Đầy đủ các băng nhỏ luôn. Má sườn quá ạ, sườn bò lòng. Một, hai, ba, vô. Một, hai, ba, vô. Mình kéo hết. Và là sáng giờ ăn cháo là hết rồi đó. Ê, ủa cái bụng của ai? Không, lại. Cái thúng mà sao đi vậy? Cái thúng mà sao đi ủi về? Không xe mà phải. Anh không thấy. Đi kẹt cái thúng quá. Từ nha. Ủa, anh mình không lấy dép hả? Dép mình, dép mày. Lấy giùm ơi. Đứng đây nè. Đứng rồi nè. Từ xuống. Không muốn. Ê, dép bên đây nè, dép bên đây nè. Từ đó con. Xuống.